Hello cả nhà nhá. Thì trong buổi chiều trăng thanh gió mát ngày hôm nay, em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác một con bán tải rất là đẹp. Đây là mẫu Colorado. Đấy, phiên bản số sạc động cơ trang bị của chiếc xe này là 2.5. Nó cũng là phiên bản nhập Thái nha các bác nhá. Đời 2016, xe rất mới và lướt luôn. Đây các bác nhìn này ạ. Đấy, và con xe này cũng nhắc các bác luôn là nó chống chỉ định dành cho người lùn các bác nhá. Đấy, khuyến khích tất cả các bác là chiều cao mình nó tương đối một chút thì các bác lên con xe này và đi thì nó sẽ hợp hơn, được chưa? Đấy, thì đầu tiên nếu mà phần về phần ngoại hình của xe thì nó là một con xe mang đúng chất thương hiệu của Mỹ. Đấy, như các bác nhìn này, cao to hầm hố đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn bốn quả lốp to bản này, rồi là những bộ la răng đúc sáng choang, đằng sau là có một cái thùng. Coi nhá, đấy, chiều dài cơ sở của xe nó cũng khá là dài luôn, nên các bác nhìn cái khoang nội thất bên trong của em nó này, đấy, dài rộng miên man, khoảng để chân cực lớn. Đấy, bệ để chân có rồi này, rồi là ba bô lê. Đấy, bước lên xe có luôn các bác nhá. Đấy, và đằng trước thì nó sẽ trang bị hai cái cụm đèn pha bi cầu đây ạ. Đấy, đèn bi cầu các bác nhìn này, trong đều đẹp nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Và bên dưới là có đèn gầm. Đấy, cái bên dưới phần đèn gầm của xe thì được mạ những cái chi tiết viền ốp chrome đúng không ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, phần sơn của xe thì đây, toàn bộ cái phần sơn của xe con này là nó trang bị nước sơn màu xám đá. Đấy, rất là trong đều đẹp này, cái màu này nhìn cũng cực kỳ là sang. Có tích hợp sinh nhan báo rẽ trên gương và cục gương kính mở điện đầy đủ cho tất cả quý anh chị em nhà mình. Con này khám phí của nó là đến tháng 7 năm sau coi nhá, tháng 7 năm 2022, nên là các bác mua xe về mình cứ hoàn toàn yên tâm, mình đi lại thoải mái. Biển số 19C này, mặt ca lăng thì dạng tổ ong quá nhá, và một cái logo quen thuộc của hãng Chevrolet nó đặt chính nằm giữa với tất cả những cái viền hai bên đây ạ. Cả trên cả dưới này, mép viền đều được mạ chrome rồi. Đây, cái đèn pha phía bên tài của xe quá, nhìn nó trong đẹp chưa, đèn pha bi cầu quá nhá. Đấy, bộ la răng của con này thì nó là la răng loại cách điệu. Đấy, la răng đúc, kích cỡ của nó là 16 inch. Đây, rất là dày dặn, có tích hợp hệ thống phanh đĩa và ABS chống bó cứng đầy đủ 4 bánh cho tất cả quý bác anh chị em nhà mình. Và bốn quả lốp của con này thì nó vừa to, nó vừa dày quá nhá. Siêu to khổng lồ luôn, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, cho các bác xem cái chất lượng về thùng của xe. Thì đây, quá nhá. Cực kỳ là rộng này, đúng đặc trưng của một mẫu xe bán tải với cái thùng. Đây, rất là rộng rãi. Và cái cụm đèn sau thì nó bố trí ba cái đèn halogen được đặt nằm đứng này. Đây, hình hộp chữ nhật rất là đẹp đúng không ạ? Biển 19C và đã bố trí cho các bác một cam lùi. Nếu các bác đang hỏi cái cam lùi của con xe này ở đâu thì nó hơi nằm khuất một chút thôi nhá. Đây, rất là nhỏ gọn nhẹ này. Đấy, nó như là một cái máy quay lén, tuy nhiên thì cái chất lượng của nó thì thực sự là nó quá sắc nét luôn. Anh xem nhà mình nhá. Máy 2.5 bao khỏe luôn. Đấy, như một con mãnh thú thuộc dòng bán tải này. Và cái gầm bệ của xe thì cực kỳ chắc chắn, với phần thân vỏ thì nó cũng dày dặn không kém luôn. Đấy, các anh nhìn này. Đấy, rất là dày dặn luôn đúng không ạ? Đấy, cái phần thùng đằng sau này thì anh chị em nhà mình có thể để được rất là nhiều đồ, chở kể cả đồ nặng coi nhá. Bởi vì cái đặc trưng của cái dòng bán tải này thì nó là xe địa hình rồi. Đấy, và cái khả năng chịu tải trọng của nó thì rất là lớn, nên anh chị em nhà mình có thể thoải mái tận dụng cái ưu thế này của xe. Đấy, còn tiếp tục thì sẽ đi về cái khoang nội thất bên trong của xe cho tất cả quý các bác chị em nhà mình cùng chiêm ngưỡng. Đầu tiên là về hàng ghế sau. Đấy, 3 vị trí ngồi, con xe này nó có sức chứa đến 5 vị trí các bác nhá. Có sức chứa đến 5 người lớn. Và tải trọng của nó cực kỳ tốt với khối động cơ 2.5. Đấy, 3 vị trí ngồi đằng sau với một cái hàng ghế băng này, có cả đệm đỡ đầu. Trần của con này thì không cần phải bàn bởi vì nó quá là sạch đẹp rồi. Với lại cái những cái chi tiết táp ly trên cánh cửa thì đây ạ, đây là cái cánh cửa sau bên tài của xe các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, nó sần, nó đẹp và nó không có một vết xước nào, thực sự là quá là đẹp luôn. Keo chỉ trên cánh cửa zin đét này, đây ạ. Đây, tất cả các bác nhìn đi ạ. Đấy, keo chỉ không mất một phần nào. Đằng sau thì cái hộc để đồ nó cỡ nó hơi nhỏ một chút thôi, nhưng mà không sao, các bác nhá, không sao. Bù lại thì nó có bố trí những cái khay để đồ rất là đẹp và rất là dày dặn ở bên trong. Đấy, ở bên trong của khoang nội thất của xe. Đây, phần cánh cửa trước thì các bác nhìn đi ạ. Đấy, em sẽ cho các bác cùng xem toàn bộ những cái phần đinh tán này. Đây nhá, đình tán này còn nguyên si. Rồi là keo chỉ cánh cửa trước zin đét đèn đẹp luôn. Ốc sáng choang này các bác này, chưa vặn ra nhá. Đấy, rồi là những cái chi tiết như là ốp nỉ trên phần cánh cửa này, bệ để tay, sần nguyên. Đấy, với lại táp ly xe đẹp này, các phím bấm này không bị mòn vẹt một chút nào. Đây nhá, cái phím bấm chỉnh gương chiếu hậu đây ạ. Đấy, chỉnh kính này, chỉnh gương điện đây, các bác nhìn nhá. Đấy, mình có thể chỉnh thông qua bút này,
kính trái này, rồi là kính phải. Đây, tùy ý các bác sử dụng nhé. Chỉnh điện, đấy, ốc bản lề nguyên si này. Đấy, và bên trong này thì những cái hàng ghế trước thôi là bác chủ đấy đã bác đã ưu ái đấy, đặt cho em nó thêm một cái bộ áo ghế siêu đẹp rồi. Đây ạ, ghế gỗ này, cái bấm huyệt đàng hoàng, massage các kiểu. Cái áo ghế này thì nó cực kỳ thích hợp với những cái chuyến đi xa các bác nhá, bởi vì là nó có cái chức năng đây này. Các bác nhìn những cái quả gỗ này, nó sẽ lăn lăn, nó sẽ lăn vào những cái huyệt của mình, đúng không ạ? Huyệt đạo của mình thì nó sẽ làm cho mình cảm giác là thư thái rất là nhiều. Đây nhá, áo ghế xịn cho các bác rồi. Đấy, con này thì nó có tích hợp với cái bộ vô lăng ba chấu này và có túi khí trên phần vô lăng, thêm một cái túi khí nữa ở vị trí táp lô trên ghế phụ cho tất cả các anh chị em nhà mình. Cụm đồng hồ thì nó có bố trí với hai cái đồng hồ ở vị trí trung tâm các bác nhá, đồng hồ vòng tua và đồng hồ công tơ mét này. Đấy, và một cái đồng hồ điện tử hiển thị thông số nữa ở vị trí này, chính giữa hai cái đồng hồ ở đây. Cần số con này thì siêu đẹp luôn các bác nhá, bọc da đầy đủ. Và cái hộp của con này nó là hộp 6 cấp. Đấy, hộp 6 cấp này. Và nếu anh chị em nhà mình đang thắc mắc là không hiểu con này nó vào re kiểu gì thì đây các bác nhá. Chỉ với một thao tác rất nhẹ thôi, các bác đặt tay vào cái cần số và ấn nhẹ nó xuống. Đấy, và móc móc thì là các bác đã vào được số re rồi, được chưa ạ? Đấy, rất là dễ dàng thôi. Ngoài ra thì bên trên này có bố trí cho các bác là một cái cam, các bác nhớ, một cái cam hành trình rồi. Tất nhiên thì cái cam phía sau thì cũng vừa lại chỉ cho các bác rồi, đúng không ạ? Đấy, nó như một cái cam nghe lén, một cái cam nhìn lén, nó rất là nhẹ nhàng, nó đặt ở nằm phía sau. Đấy, và ở dưới này thì nó có bố trí thêm cho các bác là hai cái cổng sạc điện 12V. Con này là điều hòa cơ các bác nhá, điều hòa cơ bốn cửa gió thì nó nằm tất cả ở phía trước này. Đấy, và bên này thì có bố trí thêm một cái màn hình Android với hệ thống giải trí thì tích hợp đầu đĩa DVD. Đấy, ngoài ra thì có định vị GPS này, cũng như là có kết nối radio cho các bác. Và quan trọng nhất thì đối với một con xe cũ là sao ạ? Anh chị em nhà mình sẽ đi đến cái phần chi tiết quan trọng nhất của xe, đấy chính là ở kiểm tra các bác nhá, kiểm tra xem máy móc nó có còn zin không. Đấy các bác này, đầu tiên thì đây, đấy, các bác nhìn nhá, các cái đèn báo chức năng này, đấy, cảnh báo hoạt động bình thường luôn, cái cảnh báo này không thích dây an toàn này, rồi là báo phanh tay này, đấy, và màn hình thì nó đã hiển thị lên rồi các bác nhá. Cam hành trình thì cũng sẵn sàng, chỉ đợi các bác lên xe bấm nút thôi là đi thôi. Đấy, còn cái phần cam lùi thì muốn check đây các bác nhá, ấn tay nhẹ nhàng thôi vào số re để cho các bác cùng xem đây ạ. Đấy, chất lượng thì nó quá là tuyệt đúng không ạ, sắc nét cho tất cả các anh chị em nhà mình rồi. Máy 2.5 đấy nhá, máy 2.5 nó quá là khỏe, nên là anh chị em hoàn toàn có thể yên tâm nếu mình đang thích những cái con xe đấy, bán tải này, tải khỏe, máy trâu. Và đặc biệt là một cái điều nữa, đấy chính là cái độ bốc của xe. Thì đây, mời các bác qua tham khảo trực tiếp và chạy thử con xe này, cũng như là kiểm nghiệm về chất lượng về phần máy móc của xe. Hiện tại thì mẫu Colorado đời 2016 bản nhập Thái này, bên em đang chào bán với mức giá cho anh chị em nhà mình là 390 triệu đồng thôi. Đấy, các bác đang quan tâm, đấy, muốn rước em nó về thì hãy nhấc điện thoại lên, gọi ngay cho em qua số hotline 0984883980 để được hỗ trợ tư vấn và đặt lịch xem xe trực tiếp nhá. Còn bây giờ thì cũng kính chúc quý các bác anh chị em nhà mình lời chào sức khỏe thân ái và tạm biệt tất cả quý các bác anh chị em nhà mình. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.